Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bàn Đóng Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game mới nhá, là Beat Simulator 2023 của Olex. Rồi mình đang khởi tạo đầu tiên ở game nhé, chơi thử xem như nào. Bàn Đóng đi. Mình đang khởi tạo nhá. Công ty là Vlog. Ok. Rồi. Để gì nhỉ? Rồi chơi thử nhá. Nhiệm vụ này. Rồi. Game mới. Cái này thì nó cũng ra mắt được cũng khá lâu rồi. Này. Next stop. North Point. Này thì mình cài thử. Hello. Hello. Next stop. California Street. Hay nhá.
sau hoàn thành rồi, nó đơn giản quá. Thì nó có 2 điểm. Đợi chứ mất 25 tiền rồi. Nó không ăn lắm ý. Vượt mẹ lên đỏ rồi. Điểm này nó có 3 điểm thôi.
các bác ơi. Hello. Next stop. Mission Street. Nói chung là chúng ta sẽ tăng dần điểm chỗ đấy nhá, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm.